cái gì cũng cứu đâu. Mình phải nói là trong cái cuộc đời của mình tới lúc này là thấy rõ là khi cái duyên nó tới và khi tỉnh lại đó là ý trời rồi đó, khi đã ra ý là mình né được, nhưng mà mình rất là tin là cái đủ biết dạng là cái mai và xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!